xuống. Chín sẵn rồi. Hey, chào tất cả mọi người, trở lại kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay thì là ngày rằm lớn, vậy nên mình cũng làm món chay để ăn. Thì nồi chay mình chỉ kho cái nồi đơn giản thôi, là có củ cải nè, có nấm gươm, khổ qua đó, với đậu hũ đằng kia, với cái gì nữa đó, à đậu hũ nè. Ủa không có đậu hũ vàng vàng gì hết ta? À, trời chắc không có hết à. Đậu hũ này phải chiên lại nữa, hơi hơi mất công. Trời ơi cái này nó mở dầu thứ ghê được này coi nè. Dầu quá trời dầu. Đây. Rồi. Thì cái này kho cũng khá là đơn giản thôi, cái này mình kho ta. À, nếu như thịt thì mình kho bằng nước mắm, thì cái này thì mình sẽ kho bằng nước tương. Cũng đơn giản thôi. Hủ qua thì mình cứ cắt khúc khúc ra, cắt khúc vừa ăn thôi, đừng có bự quá. Tại cái hủ qua này mình mua hủ qua đèo. Nè, hủ qua đèo thì nó không có hột, hột nó ăn được, nó mềm. Một củ cây trắng, ba củ cây đỏ. Đó, cứ mình cứ xách cả cái khoanh vừa ăn vậy. Xác mình rửa sạch cho nó, mình rửa cái này mình để ra gáo nha, rửa cái này mình để gáo. Rồi tiếp tục. Đây cái chả chay này thì mình cũng cắt ra phanh nha. Chột chả chay làm quấn kỹ quá ha. Rồi quấn sát lẻm luôn. Chả chay. Mấy gầm lớn 15 này là mấy bữa 14 rồi, chợ đông kinh khủng. Mua đồ về để nó làm đồ chay. Đây nè. Đây cái thao tất cả là mình rửa sạch bỏ vào trong cái khay này. Để vào kho. Chay này nó mềm. Mềm à. Không, cũng dai. Dai lắm á. Tại nãy bẻ ngang như vậy, này cứng. Rửa đi, rửa hết đi. Đó, ghê đi, rửa hết đi, mình chiên lại. Rửa hết để gáo, thịt gáo mình chiên lại. Dài, dài lắm. Rồi xong. Cái này giúp đỡ phơi nắng quá. Đỡ nắng. Rồi mua đồ hũ này nắng quá. Này mấy các bạn mua đồ hũ chiên rồi á, cái này chắc là không có, mình mua đồ hũ này trắng trắng nó không chiên lại nữa, cái này nó không có da ở kia. Để đây đi, mình chiên cái đồ hũ này mọi người, vì cái đồ hũ này nó rất là dễ nát, rồi mình chiên nó bị nát rồi nó cắt khúc mình chiên luôn. Đồ hũ non. Chiên nó dần dần nó sẽ bỏ cái tô nha. Đó là khi mình kho xong thì sẽ để ngược lại vô trong cái nồi kho của mình. Chiên xong thì hấp dẫn chưa? Vàng ươm luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi cái xào sơ cái nấm gươm trước ha. Thank you.
sao chứ? Nhớ của sao? Ủa, cây gỏi chín ra sao của người ta? Thì thấy vậy chữa đầy gỏi thôi. Thì có lâu chín lắm. Mình lần đầu làm, biết được chính xác không? Đây, bây giờ mình sẽ nêm một chút bột ngọt nha. Nêm muỗng bột ngọt chứ. Cái này mình sẽ sử dụng nước, đâu rồi, nước tương. Đây, nước tương. Tại vì trong nước tương á, hầu như nó đủ cái thành phần như là muối và đường các kiểu rồi, nên mình cũng không cần bỏ muối đường nhiều đâu. Chủ yếu là mình sẽ không bằng nước tương thôi, bỏ một chút bột ngọt nữa ha. Đây, vì cho nên phần của nước mắm nó đã đủ hết trơn rồi. Chủ yếu là các bạn lựa cái nước mắm nào nó phù hợp với cái vị của các bạn á, các bạn bỏ vô ăn sẽ ngon thôi. Còn nếu mà nó không, các bạn nêm nước tương vào, các bạn nấu một hồi thì các bạn có thể nêm lại một lần nữa, để thiếu cái gì thì các bạn có thể bỏ thêm vô ha. Thì cái này cũng giống như kho thịt thôi, khi mà bỏ nước tương vô các bạn kho một hồi cho nó thấm, rồi nó thấm mặn mặn các bạn sẽ bỏ thêm nước vô nha, nhớ bỏ nước nha, không bỏ nước sẽ rất là mặn. Rửa chai thêm miếng đi. Chút cho nó rút rút vô, mình sẽ đổ nước nha. Đây, nãy giờ mình nấu được một chút rồi, để làm thơm rồi mình sẽ đổ nước vô. Chút sắp thôi. Nướng đi, rồi xong. Rồi cái này thì mình nấu thêm một tí nữa nha, cho nó mềm hết là mình có thể nêm lại một lần nữa. Ok, ok thì mình có thể nhát xuống. Cũng đơn giản nha. Đây mình sẽ bỏ luôn cái hàng này vô nè. Đây. Rồi còn một ít này vô mình sẽ bỏ vô luôn ha. Cái này là nó mau, rất là mau chín nên mình sẽ bỏ sau cùng. Này nó có chín sẵn rồi. Ừ, chín sẵn rồi. Mình chỉ gọi là làm nóng thôi, là ăn thôi. Đó, mình nấu thêm một chút xíu nữa là xong. Mình có thể đậy nắp lại cho nó mau chín nha. Ừ. Này mới làm lần đầu mà ổng sống quá. Làm lần đầu nhưng mà thấy mình thấy niêm cái nước nó cũng ngon lắm á. Ừ. Nói thêm chút nữa ngày trưa mày ơi. Cái này hôm qua nó còn sống lắm á. Đó, cái nồi của đền hoàng thành rồi nè. Thì nó sẽ có màu về. Đó, mình có thể niêm lại, thế mà không vừa nó mặn quá là gì mình có thể niêm lại một lần nữa. Ok thì mình cứ để vậy là xong. Rất là ngon luôn. Đó, một cái bữa ăn chay đơn giản. Rồi, bây giờ là ổn rồi đó. Đây nè, bữa cơm chay hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Đó, các bạn sẽ thử miếng nha mọi người. Rồi mọi người nha. Vừa ăn. Nhưng mà cái này nó nhắm về kho thì nó hơi lạc. Lạc thì ăn cũng rất là tốt thôi, nhưng mà có một điều á, các bạn làm lạc quá sợ nó bị hư á. Ừ. Tương hay là muối gì đó. Mọi người chú ý nha. Rồi nếu mà muốn ăn liền á, mọi người làm lạc lạc cũng được, nhưng mà mọi người để khi tới chiều hoặc là quan niệm như sao á, thì cái này có thể là nó bị hư nha, tại nó quá lạc. Ngoài vậy là ok quá rồi. Cái nữa mình có thể bỏ thêm, ăn xong á mình sẽ bỏ thêm muối hoặc là nước tương vào thêm cho nó mặn mặn một chút thì nó sẽ ok hơn. Ngày nói chung là mình ăn nước có ít thôi, vì kho mà chủ yếu cho nó thấm như này mình ăn thôi, ít có chan nước.